Nghiên cứu chỉ ra rằng việc áp dụng hệ thống quản lý khách tạo ra môi trường an toàn hơn. Nếu không có hệ thống này, các cơ sở và văn phòng thường gặp phải những vấn đề phổ biến như quản lý một lượng khách lớn, hàng đợi dài do phải đăng ký thủ công, vi phạm an ninh và quyền riêng tư do xâm nhập. Được kết hợp với công nghệ nhận diện hình ảnh chuyên sâu, Facial Items là giải pháp hoàn hảo cho công tác giám sát công khai và ứng dụng quản lý ra vào với độ chính xác cao. Tích hợp với hệ thống an ninh và camera iRoll để triển khai cho toàn bộ tòa nhà, giúp phân biệt các cá nhân có quyền truy cập khác nhau. Có thể áp dụng ở nhiều cơ sở khác để theo dõi hoạt động của khách và cải thiện tình hình an ninh chung. Về cốt lõi, Facial Items giúp doanh nghiệp hợp lý hóa công tác quản lý khách và cải thiện tình hình an ninh thông qua việc phát hiện những người xâm nhập. Đa số nhân viên được quyền tiếp cận hầu hết không loại trừ các khu vực trong phạm vi văn phòng. Khách phải tự đăng ký tại hệ thống quản lý khách trước tiên. Trước khi có được quyền tiếp cận các khu vực được chỉ định, hệ thống tiếp tục xác định những người có quyền tiếp cận hạn chế và hạn chế họ đi vào các khu vực bảo mật. Bây giờ, những người xâm nhập từ trước đó thì sao? Facial Items phát hiện những người xâm nhập chưa đăng ký danh tính trong phạm vi khu vực bị hạn chế, kích hoạt cảnh báo cho đội an ninh thông qua thông báo trên máy tính hoặc thiết bị di động để lập tức truy tìm vị trí được biết đến gần nhất của người xâm nhập để can thiệp xử lý. Mọi người đã có câu trả lời rồi đấy. Facial Items với công nghệ có độ chính xác cao có khả năng phát hiện xâm nhập và đơn giản hóa việc quản lý khách truy cập của bạn. Để tìm hiểu thêm về cách thức hoạt động của Facial Items hoặc bất kỳ giải pháp an ninh nào của chúng tôi dành cho tổ chức của các bạn, vui lòng liên hệ với các chuyên gia của Panasonic ngày hôm nay. Panasonic.